Mai Vàng núi Bà Tây Ninh xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là cái tôi vô thăm vườn thì tôi có bứng một cái số cây sau 2 năm mình trồng, là cái khoảng cách một thước đối với cây mai con. Thì cây mai tôi chia sẻ là cây mai lớn, cây mai chậu và cây mai trồng đất. Thì nó có phù hợp hay không thì nó tùy theo cái hoàn cảnh. Trong hiện nay thì mình thấy là cây mai nó do cái kinh tế nó bị ùn tắc, mình nói là ùn tắc, ít có cái người quan tâm tới cây mai đứng đề trồng cây con. Nhưng mà mình lỡ mình chia sẻ rồi thì mình chia sẻ luôn. Bữa nay hình như là mùng 4 hay mùng 5 gì đó các bạn, tháng 6 âm lịch ha, thì cái tháng này tháng mưa, tôi có bứng di dời những cây mai sau khi tôi đã bứng đi. Thì mình dời trở lại coi cái cách làm của tôi chia sẻ các bạn. Thì bây giờ mình trồng đây một thước nè, thấy không, một thước một cây các bạn ha. Thì sau này khi nó lớn lên rồi, 2 năm sau mình mở bầu đi các bạn, theo cái cách một ha, mở bầu đi. Tôi có mở một số bầu bởi vì nó hết tác dụng rồi, mở bầu để mình đưa cái khác vô, rồi tới đây là mình sẽ chia sẻ. Thì tôi sẽ bứng nó thành 2 thước vuông, một thước vuông, một công đất là mình trồng nhiêu, gần ngàn cây lận, mười thước, trăm thước, tôi cho 800 cây. Còn một công đất kia mình trồng 2 thước, nó có khoảng 250 cây thôi, mình cho 200 cây. Các bạn thấy không, thì tôi dời ra, thì bây giờ tôi dời nè, đây là cái khoảng cách cũ, đúng không? Đây nè, đây qua đây 1 thước này các bạn, đây đây 1 thước, tôi bứng cái này. Thì đây thì bây giờ nó trống lên nè. Đó, cái này ra khoảng cách là 2 thước tôi chừa luôn. Và mở bầu. Tôi mở bầu rồi các bạn. 2 năm thì mình mở bầu. Đây là những cây mai tôi trồng 2 năm. Đây cây mai ha. Đây. Thì tôi thấy nó có cái cũ này. Đây. Đây là cái cũ. Vậy được rồi các bạn. Đây nè, tiếp tục nè. Mở bầu. Để. À. Cái cũ này. Để. Nữa mình lắp trở vô. Thì đây là những cây mai. Để. Thấy chưa? Cách một này các bạn, mình chặn nè, nó ra tới đây nó nâng xuống đâm xuống. Giờ mình mở ra lắp đất vô. Đúng không? Rồi. Như vậy là gì? Mình kết luận là trong 2 năm mình mở cái bầu, lắp đất vô, bây giờ cái này nó hết tác dụng rồi. Và theo tôi á ha các bạn, cây mai cái đế như vậy nè các bạn ơi, tôi chịu nè. Còn những cái đế tôi không có chê nha. Những cái đế các bạn làm này nè, 10 mấy cộng. Sao tôi thấy nó làm sao á. Đây là cá nhân của tôi không có chê, cái đó rất là khó làm. Còn cái này nè, mình làm trong tự nhiên nè. Vậy là tôi chịu rồi, cái này nó sẽ lớn dần, nó tăng theo tỷ lệ của cái cành cái cây này nè. Thì tôi đã làm rồi, đây là lần thứ 2 tôi trồng. Thành ra cái kinh nghiệm của tôi á, là tôi trồng tôi lấy về thôi. Còn cái cây mà điều quá thì bây giờ chưa biết sao, lớn sao. Càng nhỏ, càng ít, 3 cộng, thí dụ 3 cộng về nữa nó ra bự nè, thì tôi chịu, nó sẽ liếp cái này. Còn nếu các bạn làm theo cái kiểu ấy, nó ra là tức là 10 mấy cộng, thì tôi không biết sao. Nhưng mà cái cách nhìn của mỗi người mỗi khác, tôi không dám chê là đẹp xấu, nhưng theo tôi vậy là được rồi. Đây, thì bây giờ tôi trở thành cái vườn 2 thước vuông, thấy không, trống lóc rồi. 2 thước hết các bạn. 2 thước vuông. Thì đây là những cái cây mà tôi đưa ra. Thì thôi bây giờ mình đi qua bên kia. Và tôi dời như thế nào, tôi dặm giá sao, thì từ từ mình đi. Thì bây giờ mình nói tới cây mai nè. Lúc này mà chia sẻ thì trồng cây mai là hình như nó bị hơi lỗi thời không các bạn? Không phải là lỗi thời, nhưng mà nó không đúng lúc. Bị gì hiện nay? Cây mai á, nó nằm trong cái dạng là
thôi nó ế đi ha, ít có người quan tâm. Và cái giá do cái kinh tế anh em bán ở trên mạng rất là rẻ thì nó tùy. Thì trong cái giai đoạn thì mình cứ mua. Thì tôi từ bên kia tôi dời qua bên đây thì có hai cách. Cách thứ nhất á, đây tôi bứng tôi dời nè, tôi dời tôi lắp lên trên cái cũng vậy ha, để nó cũng bứng nguyên cái đó. Và đây nè, bứng lên và mình làm thêm một cái bầu nữa nếu có điều kiện, thì nó lớn lên nó ra nó sẽ đâm ra vậy và mình để tới lớn luôn. Còn cái này á là bây giờ á tôi chưa có làm cái bầu, do mình nói là bây giờ cái kinh tế mình nó yếu quá đi, bây giờ phải mua cái bầu quấn mà bây giờ thấy nó hình như nó hơi ngán rồi, hơi ngán tiền rồi, thôi thì cứ dày đi rửa mình tính. Đây là những cái cây mà tôi bứng tôi dời qua nè, thấy không, đây đây nè, đế nè, đế dày là tôi chịu rồi, đây nè, đây nè, đó hai cái ngón tay tôi là đế nè, cục đế nè, rồi ba cục là được rồi, dày tôi chịu rồi. Và con tôi nó đang trồng đây, rồi cục đế này cũng giữ nè các bạn, này nè, thấy chưa, rồi được rồi, giờ nó đang trồng. Coi những cây nào yếu quá mà bứng dục, đúng không các bạn? Đó bỏ phải không? Ừ. Trồng sâu quá. Sâu nữa. Đây. Mình ăn gian. Cái bầu này mình đưa lên thì giờ bỏ cái bầu này được rồi đó các bạn. Bỏ cái bầu này. Tại hôm tôi để á, giờ mình bỏ cái bầu này và làm cái bầu lớn. Thì cái này là mình để luôn tới lớn luôn nè. Nữa nó hai tầng đế. Và kinh tế hiện nay rất là khó. Do vậy ha. Thì tùy các bạn ơi, nghề nghiệp ráng mà theo. Không thể nào bỏ được. Bây giờ không tiền cũng phải ráng. Mình là theo cái nghề nghiệp mà. Thì đó là cái cách làm của tôi. Từ một công đất mình y như mình ương vậy đó, thấy không, đây nè, tôi mới bứng nè, từ một công đất y như mình ương vậy đó các bạn, đúng không, mình ươm một công đất một thước một cây, đúng không, một thước một cây thì nó chạy ra gần 800 cây cho một công đất. Hai năm sau mình bứng ra mình dợi lại những cái cây mình bán rồi, hoặc là các bạn có 5 công đất các bạn ương một công. Nếu các bạn muốn làm trồng mai, tôi nói lâu rồi, ương một công thôi để 2 năm sau. Như vậy là gì, mình còn lại gì các bạn, 4 công mình canh tác, 2 năm sau mình sẽ dợi đó, đúng không, 2 năm sau mình sẽ dợi cắt nó ra. Cái đó mình trồng na là 5 công. Như vậy là 1.000 cây nó vừa trong 5 công đất. Thì đó là cái cách làm của tôi. Tôi chia sẻ các bạn là nhớ dán rử bọ trĩ nhện đỏ cho kỹ. Cho cây mai của mình lúc nào nó cũng phải xanh tươi như vậy. Là để cây mai nó phát triển, đừng để sâu bệnh. Đó là cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Rồi bây giờ một cái cây ha, một cái vườn mà các bạn đưa nuôi được một cái vườn cây dày không phải là đơn giản, nó hao tốn quá chịu không nổi. Bây giờ sâu nữa rồi nè,
rồi sao ăn nữa nè. Bây giờ xịt nữa tốn tiền nữa, phải chịu ăn. Và bây giờ tôi xin bổ sung loa là vấn đề 10-60-10 cho cây mai cái hôm trước, thì tôi nghĩ là nó không đến đổi. Và tôi thôi bây giờ vậy, rất nhiều các bạn sợ e ngại, và những các bạn bình luận là xịt vào rằm tháng 6 10-60 giờ cây mai nó sẽ sớm. Tôi nghĩ nó không phải như thần tiên gì đâu. Cái thuốc đó nó chỉ là phân hóa mầm hoa mà thôi, mà nó phải đúng thời điểm nắng. Và có những bạn nói sợ cây mai bệnh, cây mai yếu. Cây mai bệnh, cây mai yếu các bạn xịt 10-60-10 là thuốc dưỡng. Bởi vì sao? Cái lân nó không phải tác dụng phân hóa mầm hoa không. Bây giờ người ta, các bạn thấy những cái phân này nè, cây con người ta bón lót cho cây mai nó, từ cây mai nó không có rễ nó khỏe lại chứ, tại sao là thành cây mai bệnh? Các bạn cắt cây mai yếu, các bạn xịt 10-60-10 vẫn tốt. Tôi không phản đối, có một cái bạn bình luận rất dài, rất cảm ơn bạn có cái tiêu đề đó, nhưng mà cái sợ cái lo lắng thì thôi. Tôi nói rằm tháng 6 tôi xịt 10-60-10 thôi, để tôi xịt. Đây là tôi bổ sung cái clip trước ha. Thôi để tôi xịt trước cho, rồi năm tới các bạn làm. Tôi thấy tôi là hồi đó có làm có cây ăn trái, là cây chôm chôm. Thật sự đây là cái vườn hồi xưa là chôm chôm. Tôi sẽ xịt 10 rằm tháng 6, tôi sẽ quay cái clip tôi xịt 10-60-10. Tôi thấy nó không có nhầm gì trơn, vào đúng thời điểm mưa. Trước đó tôi và các bạn đã rải suốt xuyên suốt, đúng không? DAB 18460 rải rồi thì có gì đâu mà mình lại lo sợ các bạn ha. Thì thôi, các bạn sợ thì các bạn đừng xịt. Không phải là đây là mình nói hơn thua, thôi ngưng đi. Rằm tháng 6 tôi sẽ xịt nguyên cây nhà, tôi sẽ làm cái clip, rồi các bạn chờ đi. Rồi rằm tháng 7 xịt, một tháng xịt một lần. Và tôi nói các bạn, cây mai yếu, cây mai bệnh, và cây mai ấy xịt 10-60-10 tốt, không có gì hết. Bởi vì cái lân nó làm cho mát rễ mà, xanh lá và mát rễ, nó tạo được cái gì, cái màu xanh. Nhưng đặc biệt vào tháng nắng thì cái lượng lân nó làm cho mình chậm đọt non để phân hóa mầm hoa. Rồi như vậy thì tôi đã bổ sung cái phần đó để có cái clip ngày hôm nay, chủ yếu là trồng lại những cái cây, cái cách làm của tôi để lúc nào cái vườn mai mình nó cũng có cây con hết, thấy không? Và cái phần nãy là tôi bổ sung thôi các bạn. Cây mai ha, là cái 10-60-10 anh em ta trở ngại, anh em hơi lo lắng ha. Thì đó là tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Con xin chào bà Linh Sơn Thánh Mẫu, chào các bạn và hẹn gặp lại ở clip sau.